Sri Lanka đóng cửa trường học khi bão lốc làm gia tăng ô nhiễm, chuẩn bị đổ bộ vào Ấn Độ. Các trường học trên khắp Sri Lanka đã đóng cửa vào ngày 9 tháng 10 do mức độ ô nhiễm không khí cao khi một cơn bão xoáy đi qua bờ biển của nước này, gây ra gió mạnh và mưa. Dự báo rằng nó sẽ đổ bộ vào bờ biển phía đông nam của Ấn Độ khoảng đêm nay. Nhà chức trách đã triển khai gần 400 nhân viên cứu trợ thiên tai ở bang Tamil Nadu, đồng thời kêu gọi người dân tích trữ những thứ cần thiết và chuẩn bị di chuyển đến nơi trú ẩn khi cơn bão đến gần. Bầu trời trở nên nhiều mây với mưa rải rác ở thủ đô thương mại Colombo của Sri Lanka và các thành phố khác khi cơn bão kéo theo tình trạng ô nhiễm từ nước láng giềng Ấn Độ, khiến các cơ quan y tế khuyến cáo trẻ em và người già nên ở trong nhà. Cục khí tượng Ấn Độ IMD cho biết cơn bão đã suy yếu so với mức nghiêm trọng trước đó, nhưng cảnh báo rằng chiều cường cao khoảng 0,5 m so với thủy triều cao có khả năng làm ngập các khu vực ven biển trũng thấp ở phía bắc Tamil Nadu và Puducherry lân cận khi lốc xoáy đổ bộ. Cục khí tượng Ấn Độ cho biết lượng mưa lớn đến cực lớn dự kiến sẽ xảy ra ở những khu vực đó và xa hơn về phía bắc dọc theo bờ biển của bang Andhra Pradesh. Đồng thời cảnh báo rằng các cộng đồng ven biển có khả năng bị thiệt hại đối với những ngôi nhà tranh, bùn cũng như đường dây điện và thông tin liên lạc. Tổ chức nghiên cứu xây dựng quốc gia NBRO cho biết trong một tuyên bố, khi cơn bão di chuyển ra khỏi Sri Lanka, chất lượng không khí ở đó có thể sẽ được cải thiện trong 2 ngày tới.